Vụ nữ sinh lớp 7 ở Bà Rịa, Vũng Tàu mang thai rồi tự sinh con trong nhà tắm, tự cắt rốn đã gây hoang mang dư luận. Nhưng điều mà cộng đồng mạng hoang mang hơn nữa đó là nữ sinh này sinh năm 2006, học chậm 2 năm, nhưng mẹ nữ sinh sinh năm 1992, tức là 29 tuổi đã lên chức bà ngoại. Vào ngày 12 tháng 1, chị TTD, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, mẹ ruột của học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toàn, người tự sinh con trong phòng tắm khẳng định việc con gái mang thai gia đình không hề hay biết. Chị D tâm sự, gia đình khó khăn, một mình chị nuôi hai con nhỏ, bản thân làm công nhân, hay tăng ca làm đêm nên không có thời gian bên cạnh các con. Chị D chia sẻ, tôi đi làm sáng đêm, các con ở nhà với ông bà ngoại, bản thân ít có thời gian quan tâm đến con nên mới để xảy ra sự việc này. Đó là lỗi của tôi. Theo chị D, rạng sáng ngày 3 tháng 1, khi chị đang ngủ thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc liền chạy ra ngoài xem mới biết con gái mình sinh con. Về vấn đề ai là cha của con T, em gái ruột sản phụ cho biết trước đó T có quen một người đàn ông 30 tuổi qua mạng và bị người này dụ đi chơi. Thời điểm nữ sinh có thai được xác định vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, phía trung tâm y tế ghi nhận sức khỏe con gái của sản phụ ổn định, hồng hào, bú được, cân nặng 2,5 kg nên đã tiến hành các công tác chuyên môn, săn sóc rốn cho bé. Về người mẹ, bác sĩ kiểm tra và xác định sản phụ T có rách tầng sinh môn, tử cung gò hơi yếu nơi được trích thuốc để co bóp lại. Hai mẹ con T được nằm điều trị, theo dõi trong 5 ngày và xuất viện về nhà trong tình trạng khỏe mạnh. Nó tự sinh con, tự dùng kéo cắt dây rốn cho con. Lúc tôi thấy vụ việc thì rất bối rối không biết làm gì. Tôi cùng ba mẹ mình ôm con gái và con của nó đến trung tâm y tế để các bác sĩ chăm sóc. Hiện hai mẹ con nó được xuất viện về nhà rồi nhưng nó còn yếu lắm, chị T cho hay. Trong thời gian T cùng con mình ở trung tâm y tế H, Châu Đức thì có người thanh niên tên H, 30 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, có đến thăm hỏi, nhận là ba của con T. Gia đình H có tới gặp tôi thương lượng phụ giúp chăm sóc cho mẹ con của con tôi. Họ nói phụ nuôi con gái tôi lớn, đủ 18 tuổi thì cho hai đứa cưới nhau làm chồng vợ. Tôi có hỏi con gái mình thì nó nói quen H qua mạng xã hội. Do con bé còn yếu nên tôi chưa hỏi được nhiều, chị D nói và cho biết cũng chưa trình báo vụ việc con mình đến cơ quan công an. Mang thai hơn 7 tháng vẫn nhảy xào. Ngày 12 tháng 1, bà Nguyễn Thị Bảy, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Trường Toàn cũng khẳng định không hay biết việc T mang thai trong thời gian đang học tại trường. Cả giáo viên chủ nhiệm còn không biết việc em T có thai. Thường ngày T hay mặc áo khoác rộng và không có biểu hiện gì nên không giáo viên nào hay biết em đang mang thai. Bản thân tôi còn dự giờ tiết thể dục, lúc đó T đã mang thai hơn 7 tháng nhưng em vẫn nhảy xào, cô Bảy cho biết và nói thời gian T mang thai là đang học kỳ 2 năm lớp 6. Lúc đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh ở nhà học trực tuyến. Cũng trong ngày 12 tháng 1, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cho biết đã nhận báo cáo của cơ quan đoàn thể về việc cháu NNAT, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toàn, xã Đá Bạc sinh con. Ông Dinh khẳng định, mặc dù gia đình học sinh này không tố cáo người đã xâm hại nạn nhân dẫn đến việc sinh con nhưng Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý đúng quy định.